Đây là cách mà giúp cho chủ nhà thuốc có đội ngũ dược sĩ chuẩn chuyên gia luôn luôn mạnh mẽ và tràn đầy trách nhiệm. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Trần Văn Bảo, là nhà huấn luyện đào tạo kinh doanh xây dựng đội nhóm kinh doanh và ngành dược. Trong video ngày hôm nay, Bảo sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cái bước để chúng ta có thể đào tạo để xây dựng một đội ngũ dược sĩ cho nhà thuốc chuẩn chuyên gia và tràn đầy trách nhiệm, tinh thần học tập và hứng khởi các bạn nhé. Và Bảo hiểu rằng là trong cái việc là nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng trong nhà thuốc, và đâu đó có nhiều nhân sự họ chưa thực sự làm việc hết công suất, và đôi khi chúng ta giúp cho họ học, họ không muốn học. Chúng ta giúp cho họ làm việc tốt hơn, họ lại không muốn làm việc tốt hơn, và họ mong muốn là nhận được nhiều điều tuyệt vời hơn. Tuy nhiên là họ chưa muốn làm điều gì đó, hoặc đôi khi chúng ta đã giúp cho họ nhiều điều rồi, họ vẫn chưa phát triển lên được. Đâu đó cách của chúng ta nó chưa hiệu quả. Vậy thì làm thế nào đó để chúng ta dạy, để chúng ta hỗ trợ cho nhân sự một cái điều gì đó, để họ có thể trở nên làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, chủ động trong công việc hơn, và đặc biệt đó là họ luôn yêu thương tràn đầy và giúp đỡ cho nhân sự với nhau, để giúp cho hệ thống của chúng ta ngày càng phát triển. Và sau đây là những điều mà Bảo đang làm, đã làm và giúp cho nhiều chủ nhà thuốc cũng như là phòng khám spa, họ đã thành công trong việc xây dựng đội ngũ và giúp cho đội ngũ của họ ngày càng phát triển, và không chỉ phát triển về số lượng và còn phát triển về trí tuệ, về tri thức. Sau đây là cách làm 5 bước các bạn nhé. Bước đầu tiên chúng ta nên làm đó là chúng ta hãy xây dựng một văn hóa doanh nghiệp. Đâu đó các bạn đã nghe nhiều về xây dựng về văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một cái điều gì đó mà điểm chung và cái giá trị cốt lõi chung khiến cho mọi người đều hướng về một phía, một hướng, về một mục tiêu, về một cái giá trị chung, gọi là văn hóa doanh nghiệp. Và các bạn có thể search trên trang của Bảo là cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì các bạn sẽ tìm ra được video đấy. Và đâu đó trong văn hóa doanh nghiệp các bạn nên, một là xây dựng văn hóa các bạn nhé. Các bạn nên xây dựng văn hóa, và đâu đó trong văn hóa các bạn hãy đưa vào một cái mục đó là gì ạ? Đó là yếu tố về học tập. Phải luôn luôn học tập liên tục. Nếu con người chúng ta dừng việc học tập thì chúng ta dừng việc là phát triển trí tuệ và đưa chúng ta tiếp xúc với nhiều kiến thức và nhiều tri thức mới ở ngoài kia. Vậy thì chúng ta hãy ghim, hãy đưa vào một cái yếu tố học tập trong văn hóa của chúng ta. Và cái văn hóa này phải lặp đi lặp lại, phải đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn. Giống như văn hóa của cửa hàng của Bảo, hệ thống của Bảo sẽ luôn được đọc vào buổi sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày một lần, và mỗi lần như vậy đọc 2 lần, và sẽ có một hình thức là high five cam kết khi kết thúc văn hóa. Và văn hóa là cái điều gì đó khiến cho các bạn đi đúng đường hơn, tập trung vào mục tiêu hơn, đoàn kết hơn, yêu thương hơn. Và đạt được điều gì thì trong cái văn hóa đó phải có các yếu tố đó. Vậy thì trong văn hóa các bạn hãy có một yếu tố, đó là yếu tố về học tập, để nhân sự của mình luôn luôn học tập, luôn luôn học tập. Và yếu tố thứ hai các bạn nên đưa vào đó là yếu tố trách nhiệm. Như là cửa hàng của Bảo là gì? Tôi chịu sự trách nhiệm cho phát triển của đồng đội. Vì vậy là nếu đồng đội không học thì người này sẽ bắt người kia phải học, sẽ kèm cho người kia phải học. Hoặc người kia học đang yếu thì người này phải có trách nhiệm dẫn dắt cho người kia phải giỏi lên. Và yếu tố thứ học tập, yếu tố trách nhiệm là gì ạ? Tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, thì để dần dần nhân sự nâng cao cái tính trách nhiệm trong con người họ lên, công việc sẽ làm được tốt hơn, sẽ trôi chảy hơn, và họ có ý thức hơn trong công việc. Và các bạn muốn điều gì ở nhân sự của mình? Về học tập, về khách hàng, về đội nhóm, về mục tiêu chung, thì 4 yếu tố ấy, mỗi yếu tố hãy lấy ra 2 đến 3 điều và hãy đưa vào văn hóa của các bạn, thì hãy thực hành nó mỗi ngày để nhân sự của mình luôn bám sát vào văn hóa, cũng như là 5 điều Bác Hồ dạy chúng ta đọc mỗi ngày, phải không các bạn? Để làm gì? Để luôn luôn giáo dục cho chúng ta từ nhỏ đến lớn những điều tốt, những điều đẹp. Thì văn hóa cũng giống như những cái điều chúng ta được học, để giáo dục cho nhân sự của mình luôn hướng vào một mục tiêu chung. Vì vậy các bạn hãy làm văn hóa cho nhà thuốc ngay các bạn nhé. Yếu tố thứ hai để có một đội ngũ nhân sự luôn luôn giỏi và chuẩn chuyên gia và luôn luôn mạnh mẽ, đó là gì? Các bạn hãy liên tục tuyển dụng và sa thải. Các bạn hãy liên tục tuyển dụng và sa thải các bạn nhé. Tại sao phải liên tục tuyển dụng và sa thải? Nếu đội ngũ của các bạn chỉ có tuyển dụng và không sa thải, đào thải bất cứ một ai đó, chưa nói vấn đề về chi phí, về lương bổng ngày càng cao, nhưng mà các bạn không thể nào giữ lại được những con người giỏi. Và các bạn có biết rằng những con đại bàng sẽ không thể nào sống chung với một con sẻ, và một con mạnh sứ nó không thể nào sống chung với một con cừu và một con nai.
Vì vậy, hệ thống của các bạn hãy tạo ra một khu vườn của các bạn đầy những con mãnh thú, đầy những con kỳ lân, thì giúp cho đội nhóm của các bạn ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, hãy luôn tuyển dụng những người tài về các bạn, phải sa thải những người nào không phù hợp với tiêu chí cũng như là văn hóa của các bạn. Tiết lộ với các bạn một điều, khi các bạn làm tốt về văn hóa, ví dụ như văn hóa về học tập và văn hóa chịu trách nhiệm, ví dụ đâu đó hệ thống của các bạn có 5 người, có 10 người, có 20 người, và người nào cũng làm tốt những cái điều về văn hóa này, và những người nào họ cố tình chống đối, họ không muốn làm, họ tiêu cực, họ kéo người khác lại, thì dần dần họ sẽ bị chính tổ chức này đào thải. Họ sẽ bị những con người tích cực, những con người hưởng ứng văn hóa, những con người năng lượng sẽ đào thải họ ra khỏi hệ thống. Mặc dù các bạn không cần đào thải, văn hóa, hệ thống, con người, nhân sự sẽ tự đào thải những yếu tố xấu đó ra khỏi hệ thống của các bạn. Và các bạn cũng nên thiết lập cơ chế liên tục tuyển dụng và sa thải để chúng ta luôn làm mới đội ngũ của chúng ta. Chúng ta đưa những con người thật xứng đáng về với chúng ta, và chúng ta hãy trao giá trị cho họ thật nhiều, từ kiến thức, từ trí thức, từ tình yêu thương cho đến tiền bạc các bạn nhé. Và yếu tố thứ ba để có một đội ngũ dược sĩ mạnh mẽ, chuẩn chuyên gia, đó là các bạn hãy đào tạo cho họ liên tục. Đào tạo cho họ liên tục. Sau khi chúng ta đã có đội ngũ mạnh mẽ rồi, chúng ta đã có những con kỳ lân rồi, việc chúng ta hãy giúp cho họ phát triển lên, giúp cho họ mạnh mẽ lên, giúp cho họ học tập lên bằng cách con đường là học tập, là các bạn hãy đào tạo. Hãy đào tạo cho họ đấy. Hãy đào tạo cho họ liên tục. Hãy đào tạo cho họ về bán hàng. Hãy đào tạo cho họ về ứng xử với khách hàng. Hãy đào tạo cho họ xử lý khi khách hàng cáu gắt. Hãy đào tạo cho họ về phát triển chuyên môn. Hãy đào tạo cho họ về mọi thứ họ muốn. Đào tạo về giao tiếp, đào về hạnh phúc gia đình. Đào tạo về nếu như nhân sự của các bạn chưa hiểu tâm lý đàn ông, chưa hiểu tâm lý phụ nữ, hãy giúp cho họ hiểu hơn để họ có thể thuận lợi hơn, để tìm người yêu phù hợp hơn. Miễn sao là nhân sự của mình cần điều gì và chúng ta có, chúng ta hãy đào tạo cho họ. Còn nếu họ muốn những cái điều được học tốt hơn, nếu như chúng ta không có, thì chúng ta có thể mua một khóa học nào đó của một người thầy nào đó về cho họ học, cũng là một hình thức đào tạo cho họ. Và từ đó chúng ta cũng học, chúng ta mua một lần nhưng mà chúng ta sẽ dùng mãi. Và đâu đó nếu những nhân sự cao cấp hơn, có thể cho họ đến các lớp học cao cấp hơn, hoặc nếu phát triển về hệ thống, phát triển về tầm lớn hơn, các bạn có thể thuê các chuyên gia, các diễn giả hoặc các bậc thầy kinh doanh về đào tạo cho hệ thống. Đây là cái dịp để các bạn có thể phát triển hơn, và cũng như là đội ngũ dược sĩ của các bạn, những người cốt lõi, những người core team tiếp xúc những kiến thức mới hơn. Vì vậy, bất cứ điều gì nhân sự họ muốn, hãy đào tạo cho họ liên tục. Nhưng mà đào tạo những điều gì giúp cho họ phát triển bản thân, giúp cho họ phát triển công việc kinh doanh. Đừng đào tạo những thứ ở đâu đó không giúp cho họ phát triển bản thân họ để trưởng thành hơn, cũng như là không phát triển kinh doanh, thì những điều đó không nên đào tạo. Hãy đào tạo những thứ gì giúp cho họ trưởng thành hơn về con người, về nhân cách, về đạo đức và phát triển công việc kinh doanh. Có một câu nói đó là con người đi trước, công việc theo sau. Khi con người đủ trưởng thành, đủ phát triển thì công việc tự động sẽ phát triển. Nếu con người sống không có trách nhiệm thì tất nhiên công việc sẽ bị đùn, bị dồn nén, bị tắc nghẽn, phải không các bạn? Còn nếu nhân sự các bạn là những con người tràn đầy yêu thương, tràn đầy học tập và luôn luôn chịu trách nhiệm với công việc, thì có phải là công việc sẽ luôn luôn suôn sẻ và luôn luôn có thái độ tích cực trong vấn đề học tập, phải không các bạn? Đó là điều thứ ba, là các bạn hãy đào tạo cho nhân sự mình liên tục. Nếu như một vấn đề về bán hàng, đào tạo 1 tuần, 2 tuần vẫn chưa giỏi, hãy đào tạo 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, hãy đào tạo đến khi nào nhân sự của các bạn bán hàng giỏi thì chúng ta không đào tạo nữa. Nhưng cũng không đúng, hãy đào tạo giãn ra cũng được. Nhưng mà khi nhân sự mình chưa giỏi thì phải tăng cái tần suất đào tạo về cái chủ đề đó nhiều lên các bạn nhé. Nếu đào tạo 1 lần nhân sự mình chưa giỏi mà chúng ta bỏ qua đi thì cũng không có nghĩa gì. Và để đào tạo tuyệt vời nhất, đó là hãy đào tạo cho nhân sự áp dụng được thực tế, ra kết quả ngay. Từ đó họ có niềm tin với chúng ta, họ có niềm tin vào học tập, họ có niềm tin về kiến thức, về tri thức, để họ có thể chủ động từ nâng cấp họ lên để học nhiều hơn. Và hãy đào tạo làm sao ra đó để có kết quả ngay các bạn nhé. Điều thứ tư mà chúng ta nên làm để chúng ta có đội ngũ dược sĩ mạnh mẽ, để có một đội ngũ dược sĩ chuẩn chuyên gia, đó là chúng ta hãy liên tục thách thức. Chúng ta hãy liên tục thách thức nhân sự của mình. Chúng ta đã xây dựng văn hóa rồi, chúng ta đã tuyển dụng những con người phù hợp rồi, chúng ta đã đào tạo cho họ rồi, và chúng ta hãy đốc thúc họ, hãy thách thức họ phát triển bản thân. Hãy giúp cho họ giỏi hơn ngày hôm qua, hãy giúp cho họ phát triển hơn ngày hôm qua, hãy giúp cho họ trưởng thành hơn, phải không? Họ sẽ rất yêu quý các bạn, họ sẽ rất thích các bạn, và họ sẽ rất thích hệ thống của các bạn.
và họ là những con người tràn đầy yêu thương, tích cực. Họ cảm giác lớn mạnh hơn mỗi ngày. Vì vậy, họ sẽ ở lại với các bạn, không có bất cứ một đối thủ nào họ có thể kéo được về. Vì sao ạ? Vì đối thủ có kéo về, họ cũng chỉ trả lương nhiều hơn, họ chỉ trả lương cao hơn. Vậy nếu nhân sự của các bạn được môi trường học tập phát triển này, được nhiều tiền này và được đào tạo liên tục này, theo các bạn, đối thủ trả lương cao hơn một tí thì họ có đi không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì vậy các bạn đừng đề cao vấn đề là lương phải cao nhất thị trường. Nếu lương cao nhất thị trường nhưng mà không được học tập, không được phát triển, không được đoàn kết, không được yêu thương, chắc chắn họ sẽ đi với một môi trường ít lương hơn nhưng mà bên đấy có nhiều tiêu chuẩn tốt hơn. Vì vậy các bạn hãy làm thật tốt những bước này các bạn nhé. Và cuối cùng, bước thứ tư đó là hãy liên tục thách thức nhân sự phát triển bản thân. Bất cứ một cái vấn đề gì các bạn nhé, hãy liên tục thách thức họ. Nếu KPI tháng nay được 10 đồng thì phải là tháng sau 15 đồng, tháng sau nữa phải là 20 đồng và dạy cho họ. Nếu như đặt KPI cao quá họ sợ, vậy thì hãy dạy cho họ 10% là sự kiện, 90% là phản ứng. Nếu chúng ta muốn, chúng ta tìm cách. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta sẽ tìm lý do. Quan trọng nhất đó là thái độ của chúng ta tiếp xúc với vấn đề. Nếu chúng ta tích cực hưởng ứng và chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề không thành công thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm. Còn nếu chúng ta không dám nhận thách thức và chúng ta từ chối khước bỏ nó, chúng ta tự làm yếu mình đi, chúng ta tự làm yếu tổ chức đi và sau đó chúng ta không học bất cứ một điều gì. Hãy nói cho nhân sự của mình biết điều đó. 10% là sự kiện và 90% còn lại đó là phản ứng. Tích cực hay tiêu cực, học hỏi được điều gì đó hay không là do thái độ của họ phản ứng với sự kiện đó, chứ không liên quan, cũng không đặt nặng vấn đề là KPI hay là vấn đề gì các bạn nhé. Và nếu các bạn đang gặp khó khăn trong kinh doanh cũng như xây dựng đội nhóm, các bạn hãy comment ở phần bình luận, Bảo sẽ làm video để trả lời tất cả các cái vấn đề của các bạn. Và các bạn cảm thấy yêu quý Bảo, hãy cho Bảo một tim và một chia sẻ video này các bạn nhé. Và các bạn hãy đừng quên bấm nút subscribe và nút follow trên kênh fanpage của Bảo và kênh YouTube. Vì mỗi lần livestream cũng như mỗi lần cho video tuyệt vời thế này lên sóng thì các bạn là những người đầu tiên Bảo gửi thông báo đến các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.